Vô sân vô si của người tam nhân là thế nào thưa sư? Cái vô tham đó không phải là không có tham, mà chúng ta gọi nó là vô tham. Cái vô sân không phải là không có sân, mà chúng ta gọi nó là vô sân. Vô si cũng vậy, không phải do không có si mà chúng ta gọi nó là vô si. Bởi vì sao? Bởi vì một người khi họ đang ngủ đó, họ đâu có tham. Chúng ta không thể nào gọi họ là người vô tham được. Một người đang ngủ họ cũng không có sân, và chúng ta không thể gọi họ là người vô sân. Mà cái người vô tham đó là cái tâm của họ nó có những cái đặc tính đi kèm, đi ngược lại với cái tâm tham. Ví dụ như lòng hào sảng, sự bố thí đấy, thì như vậy đó là nó đi ngược lại với đặc tính của cái tâm tham, thì như vậy chúng ta gọi nó là tâm sở vô tham đấy. Và vô sân ấy, là nó phải đi kèm với những cái đặc tính đi ngược lại với cái tâm sân. Đó là gì? Ví dụ như từ bi hỷ xả đấy, kham nhẫn đấy, thì nó là đi ngược lại với cái vô sân. Còn cái vô si đó là nó phải đi có những cái đặc tính đi ngược lại với cái si. Đó là gì? Đó là chỉ quán đó, hoặc là cái sự chánh kiến, có nghĩa là tin vào nghiệp và quả của nghiệp đấy. Thì như vậy đó, thì như vậy đó là một người vô tham, vô sân và vô si. Họ có cái tâm sở đó, có cái tâm sở vô tham, vô sân và vô si. Và khi họ mệnh chung, mà cái tâm mệnh chung của họ có được ba cái đặc tánh này đó, thì họ sẽ tái sanh làm cái người tam nhân.